Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Đầu tiên thì Tiết Cương xin cảm ơn quý vị đã xem, ủng hộ và góp ý cho Tiết Cương rất nhiều trong xe hai thì Sài Gòn xưa và nay. Hôm nay thì Tiết Cương xin mời quý vị đồng hành với xe bốn thì Sài Gòn xưa. Hôm nay Tiết Cương mặc bộ đồ này, quý vị thấy Tiết Cương giống thanh niên thập niên 70 không? Đó, có hai sợi dây đeo quá ngầu luôn. Đó, nóng bộ dịch. Có điều cái áo sơ mi trắng hơi bị nhăn chút xíu. Không sao, vậy cũng được rồi. Thưa quý vị, xe bốn thì Sài Gòn ngày xưa thì quý vị cũng biết đó là gọi là độc quyền của hãng Honda, tứ đại gia Nhật Bổn vào Sài Gòn là Kawa, Yamaha, Suzuki. Nhưng mà riêng hãng Honda tuy ra đời sau ba hãng kia nhưng mà họ đi sau mà họ lại về trước, bởi vì họ nhập cảnh vào miền Nam dòng xe bốn thì với những đặc tính rất là ưu việt, chúng ta sẽ phân tích sau này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sơ lược về cái nguyên nhân, lý do xe Nhật Bổn vào miền Nam như thế nào nhé. Đó là về nhắc lại một chút xíu về giai thoại kỹ sư Đặng Đình Đán mà Tiết Cương cũng đã nhắc trong phần trước. Và Tiết Cương xin chia sẻ một bài viết của một tác giả lớn tuổi hoài niệm về việc kỹ sư Đặng Đình Đán này như thế nào nhé. Tiết Cương xin đọc cho quý vị nghe. Trước năm 1965, xe gắn máy ở miền Nam đa số là Saab Gobain của Đức hoặc Mobilus của Pháp. Ngoài ra còn có Vespa hay Lambretta của Ý và Velosolex của Pháp. Nhưng dân Sài Gòn không gọi chúng là xe gắn máy. Đó là lời của tác giả. Hồi ấy, Nhật chưa bán dây chuyền công nghệ xe gắn máy cho nước ngoài. Nhà doanh nghiệp kỹ sư Đặng Đình Đán đã mua được dây chuyền công nghệ xe buýt của Áo Quốc và ông đã thuyết phục được chính phủ dân sự miền Nam của Thủ tướng Phan Huy Khoát không cho nhập xe gắn máy Nhật. So với xe gắn máy thời đó, mở ngoặc, ngoại trừ xe Nhật chưa xuất hiện, đóng ngoặc, xe buýt hơn hẳn về sức mạnh và kiểu dáng. Những tờ quảng cáo xe buýt thật hấp dẫn được công chúng nhiệt tình tham khảo. Có nghĩa là trước khi mà đưa dòng xe buýt này về á, thì ông Đặng Đình Đán ông đã cho chiến dịch tiếp thị quảng cáo trước. Ngày người xưa họ đã giỏi như vậy rồi. Yên tâm, ông Đặng Đình Đán thế chấp tất cả tài sản hiện có để vay tiền ngân hàng xây dựng dây chuyền lắp ráp xe máy đầu tiên của Đông Nam Á. Với dây chuyền này cùng với việc đào tạo chuyên viên và kỹ sư, Việt Nam rồi đây sẽ có thể chế tạo không chỉ xe gắn máy, mở ngoặc, Đài Loan hay Hàn Quốc ngày đó cũng chỉ ngang tầm mình, đóng ngoặc. Quý vị thấy không? Cái ước mơ và hoài bão của ông Đặng Đình Đán lúc đó rất là lớn và rất là tâm huyết, muốn đem một dây chuyền sản xuất tiên tiến của châu Âu về Việt Nam để có thể nâng tầm của coi như là công nghệ sản xuất xe máy của miền Nam mình lúc đó, để cạnh tranh với cả Hàn Quốc và Đài Loan lúc đó. Nhưng không may cho ông Đặng Đình Đán, chính quyền quân sự lên thay năm 65 đã từng bước xóa bỏ lời cam kết bảo hộ xe buýt. Bắt đầu đợt xe Honda Dam nhập về, mở ngoặc, hứa chỉ bán cho quân nhân, đóng ngoặc, vào giữa năm 1966, đã ngay lập tức gây xôn xao dư luận bởi tính năng vượt trội và kiểu dáng độc đáo của nó. Đi đâu cũng nghe người ta tán tụng xe Honda của Nhật. Quốc hội được mua chuộc đã biểu quyết cho nhập xe gắn máy Nhật không giới hạn. Thị trường càng ngập xe gắn máy nhãn hiệu mới, toàn của Nhật, Suzuki, Yamaha rồi Kawasaki, Honda. Kỹ sư Đặng Đình Đán kêu cổ tự giận. Toàn bộ tài sản của ông bị tịch biên vẫn không đủ trả nợ. Vợ ông phải đi bán rau muống ở chợ ông Tạ. Lúc ấy, tôi mới 14 tuổi nhưng nhìn người đời đối xử với nhau như vậy cũng hết sức đau lòng. Nên chuyện này tôi nhớ rất rõ và lấy đó làm bài học cho việc kinh doanh của doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, sơ lược về giai thoại của kỹ sư doanh nghiệp Đặng Đình Đán thì chúng ta cũng thấy được là lúc đó là cái hoài bão tâm huyết của ông rất lớn, nhưng ông không thể nào mà tự chủ và không thể nào gọi là một mình mà chống lại sự tràn ngập của xe Nhật Bổn nhập về Việt Nam, miền Nam dưới sự bảo hộ của chính phủ lúc đó, thì coi như là cái bi kịch về cuộc đời của ông làm cho chúng ta cảm thấy rất là xúc động.
bởi với cái tâm huyết và hoài bão của ông. Và chiếc xe thì Honda đầu tiên mà bốn thầy Tiết Cương muốn giới thiệu quý vị đó chính là chiếc Honda Dam. Thưa quý vị, chiếc Honda Dam này là dòng Honda nữ, nó cùng dòng với Su Nam và Gia Nam và Gia Nữ, thì kiểu dáng cũng tương đối giống nhau, nhưng mà thời đó được các cô các mẹ thích hơn hai dòng kia, bởi vì thưa quý vị đó chính là cái xe, cái động cơ nó là bốn thì kiểu dáng thì tương đối giống, nhưng mà động cơ bốn thì nó có những cái tính năng vượt trội hơn, đó chính là cái máy nó là êm hơn nè, cái bô nó nổ tiếng cũng êm nè, không có khói nè, và ít hao xăng. Và quý vị sẽ biết xe bốn thì nó cũng ít hư vặt, ít có phải hư dọc đường và đẩy bộ rất là khổ hay là sửa rất là khó khăn. Cho nên cái Honda Dam này, xe dành cho nữ thì được rất ưa chuộng và thành một trào lúc lúc bấy giờ của các cô các mẹ đi, và nhiều người đi tới mức độ mà người ta gọi là chiếc này là cúp 50, C50 mà gọi là Honda Dam, có nghĩa là cái chữ Dam này Tiết Cương nghĩ nó là bắt đầu bằng chữ Madam, quý vị. Madam là quý bà mà gọi thành là Honda Dam cho nó gọn. Dòng xe Honda dành cho nữ rất là lịch sự. Thì Honda Dam này nè có hai màu, nó có màu đỏ và màu xanh nhạt. Thì màu đỏ là xe dành cho quân đội, quý vị. Thì màu đỏ nó cũng có hai kiểu dáng nha quý vị. Kiểu thứ nhất đó là cái kiểu đời 64-65 là cái ghi đông nó hơi giống như kiểu cánh én á, rất là cổ điển. Còn cái kiểu thứ hai là cái kiểu Honda Dam bây giờ mọi người thấy á, thì cái kiểu đầu á thì đầu tiên là nhập cho quân đội, và sau này thì Tiết Cương có tìm xe để review nhưng không tìm được vì rất là hiếm. Có hỏi một số anh trong hội xe cổ thì mấy anh cũng nói ở ngoài miền Trung á, ở Quảng Nam là có còn một hai chiếc nhưng mà cũng chưa có liên lạc được. Và Tiết Cương rất mong mỏi tìm chiếc Honda Dam mà màu đỏ quân đội để review cho quý vị. Quý vị nào còn chiếc xe này nhớ liên hệ cho Tiết Cương review nhé, rất là mong đợi. Còn chiếc xe đời sau này bắt đầu đời 65-66 của Honda Dam thì quý vị thấy là cái xe hiện tại, quý vị thấy là cái ghi đông nó thẳng ngang vậy nè, và tới đời 70 luôn là Honda họ sản xuất cái Honda Cup này, cái kiểu dáng nó có một kiểu nha quý vị. Khác với NS50 nó nhiều đời nhiều kiểu, nhưng mà Honda họ chỉ ra một kiểu duy nhất là cái kiểu giống như bây giờ quý vị thấy. Họ chỉ nó chỉ khác là cái số sườn số máy thôi, bắt đầu bằng cái chữ Y dài đó, ví dụ như Y đó nó ra A B C D gì đó thì bắt đầu bằng chữ Y dài đó. Đặc điểm của Honda Dam là như vậy. Và chiếc Honda Dam này là một trong những chiếc xe kỷ niệm nhất đối với Tiết Cương. Tiết Cương cũng đã chia sẻ với quý vị những số mà Tiết Cương review Honda Dam, bởi vì chiếc xe Honda Dam là chiếc xe của ba Tiết Cương chạy ngày xưa. Hồi xưa ổng không chạy 67, ổng chạy Honda Dam, và là chiếc xe Tiết Cương tập chạy đầu tiên năm 12 tuổi. Nó rất gắn bó coi như là cả tuổi thơ Tiết Cương là với chiếc Honda Dam. Ngày nay thì Honda Dam thì xe nguyên bản rất là hiếm so với dòng NS50, bởi vì Honda Dam có cái nhược điểm là cái phần dè sau á nó nối với sườn đó là bằng sắt quý vị. Nó so với cái khí hậu, với cái địa hình của Việt Nam mình nhiệt đới mưa nhiều và sình lầy á, cho nên nó bị mục. Cho nên những cái xe Honda Dam nguyên bản để giữ được sườn và giữ được nước sơn ấy, rất là hiếm so với dòng NS50. Cái sườn của nó gọn gàng và nó cơ động hơn. Cho nên ngày nay những chiếc Honda Dam nguyên bản rất là hiếm. Thưa quý vị, sơ lược về dòng Honda Dam thì có những cái đặc tính là dành cho nữ ha, có bửng ngồi rất là lịch sự, 3 số, 1 số sau và 2 số trước. Và số sau, số 1 rất là mạnh nha quý vị. Nếu mà số sau á, Tiết Cương nhớ ngày xưa mà chỉ cần mình dặm vô số sau á, mà mình dặn ra, mình nhả ra một cái là có thể bóc đầu lên được thưa quý vị. Và chiếc Honda Dam này là tiền thân của những chiếc Cup 50 sau này quý vị. Xong dòng Honda Dam thì bây giờ chúng ta sẽ qua dòng xe Honda họ sản xuất dành cho nam, gọi chung là dòng SS50. Thì so với dòng 2 thì dòng 4 thì kiểu dáng nó cũng
mới ra thì nó cũng na ná nhau, nhưng mà được cái máy bốn thì nó mạnh hơn, nó bền hơn, cái độ bền nó bền hơn. Cái độ đề ba thì nó cũng như nhau, nhưng mà cái nước hậu thì bốn thì nó nóng máy chạy dữ hơn. Thì đầu tiên đó là cái dòng xe 1S50 mà đời 65, thưa quý vị. Cái xe này thì nó tương đối là nó quái, là cái đầu á của nó là đầu của nó xe nữ, mà cái phần từ cái bình xăng đổ ra phía sau là của nam. Thì cái xe này thì cái ghi đông nó hơi cao ha, cao dừa ha. Cái phía trước á là xài phục dầu gà, và cái dẹ trước của nó là bằng mủ. Đó là đặc tính của xe 65. Và xe 65 thì bô dắt nha quý vị, nó mới qua mà đi bô dắt là thấy đẹp. Xe 65 thì nó có 4 số, là một trước, ba sau, và cái đèn lái phía sau nhỏ xíu à, cưng lắm. Thì cái dòng xe S50 này Tiết Cương cũng đã review từ đời 65 cho đến 72. Nếu quý vị có thích xem thì có thể bấm Tiết Cương và S, từ S65 tới 72. Mà hôm nay thì Tiết Cương cũng xin phép ôn lại để quý vị nào chưa có thời gian để xem và để tổng kết lại những đời S50. Thì S65 thì cũng có hai dòng là 50 phân khối và 65 phân khối. Thì cái dòng S51S này á, thì 1S65 này thì đa số những cái dòng SS50 là có hai màu quý vị, thời đó qua là màu màu đỏ và màu đen. Và cái đặc biệt của S65 này là không có đèn xi nhan. Thì những cái dòng xe của châu Âu á, thì mới có. Tại Nhật hồi xưa họ sản xuất xe, họ sản xuất hai dòng. Một dòng á, là dành cho thị trường của châu Á, và một dòng dành cho châu Âu và Mỹ. Cho nên hơi khác nhau chút xíu. Đó là xe 65. Xe 65 là quý vị nhớ nha, là phần phía trước á, nó hơi nữ. Bắt đầu từ đoạn xăng đổ lên là xe nam. Và phía trước là xài thuộc dò gà giống như của Honda Dam như quý vị. Cái dè trước bằng mủ luôn. Nhưng mà có cái thêm một cái đặc biệt là có cái giảm sóc bên phải á, của cái phục trước có cái giảm sóc, nó giống như xe cúp đèn vuông 84 quý vị. Rồi tiếp theo đó là chiếc 66. 66 này thì Tiết Cương review rồi. 66 này có những đặc điểm là bắt đầu cái về trước bằng sắt rồi. Đặc điểm đặc biệt nhất của 66 mà ấn tượng nhất đối với quý vị biết là gì không? Cái ghi đông. Cái ghi đông của 65 này hơi cao luôn, vừa vừa này, của 66 là thì nó thẳng ngang luôn, thẳng bằng như này, nó rất là ngắn. Đặc điểm của 66 là nó cũng không có đèn xi nhan luôn. Và 66 này nếu mà quý vị biết không, thay mình chỉ cần thay cái ghi đông vô á, là của 67 vô, người ta nhìn đã tưởng chiếc 67 nó rất là giống, bởi vì cái dè trước bằng sắt, cái dè sau cũng bằng mủ, rất là giống 67. Nhưng mà khác có một số địa điểm chi tiết khác, nó là cái này 66 là đã 5 số nha quý vị. Có một số chi tiết khác đó là nếu mà không có đèn xi nhan thì mình gắn vô, nhưng mà cái dè sau thì không có cái lỗ gắn đèn xi nhan đó. Và cái đèn sau cũng nhỏ xíu à, cái đèn lái sau nó cũng nhỏ nha, chưa to như 67. Đó là đặc điểm khác giữa 66 và 67. Và cái phục trước của 66 thì nó chưa có cái ống cao su ngoài, nó suông luôn. Nó suông sắt xuống luôn. Còn bắt đầu đời 67 nó lên thì nó có cái đoạn cái ống cao su ngắn mà nó nhúng nhúng quý vị. Ở 66 đặc biệt là đèn kiến hậu thì với 66 65 giống nhau là cái chiến chiến hậu là nó vuông. Nó vuông hình chữ nhật, nó giống Honda Dam á. Rồi bắt đầu tới đời 67. Đó, 67 là ưu việt nhất của dòng SS50 thưa quý vị. 67 là bắt đầu cái giống 66 là cái dè trước bằng sắt và sơn. Phục nhúng trước thì có cái đoạn nhúng cao su. Ghi đông á thì bắt đầu là hơi uốn nhẹ xíu chỗ này này quý vị, hơi uốn nhẹ. Hai kính chiếu hậu á là tròn, hết dẹp và chuyển qua tròn. Tròn nó ăn với cái đầu đèn màu tròn cũng đẹp. Và 67 với 66 67 thì đặc điểm đó là cái bô nó thấp. Cái bô nó thấp nha quý vị. Còn 65 thì bô dắt nha, 66 67 là bô thấp. Và 67 có cái đặc biệt nhất là cái máy của nó so với những cái đời khác là cái máy của nó có 5 số, nhưng mà cái máy nó không biết họ sản xuất cái đời này như thế nào mà máy nó rất là tròn và nó bền và nó mạnh nhất trong tất cả các dòng S50.
Thì 67 nó có hai đời nha quý vị, nó là cuối 66 và đầu 67. Thì một số khán giả họ người tiêu dùng khi Tiết Cương review thì nói cái lòng riêng là cái lòng á, cái nòng á là bằng sắt là zin. Một người số người nói 67 là phải nòng nhôm, người nói 67 zin phải lòng sắt. Thì Tiết Cương cũng xin chia sẻ là nòng zin nòng sắt đều là zin hết nha quý vị. Tại vì 67 nó có hai đời, 66 67. Thành ra nòng nào nó cũng đúng hết tùy theo đời thôi, chứ không phải là nòng sắt hay nòng nòng nhôm mới là zin của 67 đâu. Qua bắt đầu 68 thì Tiết Cương xin chia sẻ 68 này là họ Nhật họ thay đổi coi như là hẳn về thiết kế luôn. Bởi vì thứ nhất là cái kiểu dáng rất là thể thao và theo cái kiểu giống như là xe hơi địa hình chút xíu. Cái 68 này nó không còn S50 nữa mà số sườn nó đổi thành CL50. Tiết Cương quên cái xe 66 là số sườn của nó là nằm ở trên cổ nha quý vị, nó khác 67 cái đó nữa. 67 cái số sườn nó nằm phía dưới rồi, còn 66 là số sườn nó nằm ở cổ. 68 á thì là CL50, thì đặc điểm nó là ghi đông cao và nó có cái bắt đầu đời 68 nó có cái cây sào dắt ngang quý vị, đó, có cây sào dắt ngang về trước về sau bằng sắt nhưng mà gò theo kiểu dáng sắt sơn bạc mà gò kiểu dáng rất là thể thao, cái đường uốn rất là đẹp. Ghi đông cao và phục nhúng trước thì giống 67, có hai ống cao su, bình xăng rất là vuông dứt, rất là thể thao. Và đặc biệt cái bình xăng, cái nắp bình xăng nó lệch qua một bên, nhìn rất là ngầu. Cho nên sau này một số dân chơi 67 họ xe mà xe độ họ hay gắn bình xăng 68, nó rất là đẹp. Và cặt te nó, cặt te trần nha quý vị, nó không có bọc sên, đó, dòng thể thao. Yên của nó thì phía cuối cùng nó có gù lên chút xíu. Nó có gù lên rất là đẹp và rất thể thao. Xe 67 thì xe 68 thì nó có 4 số, một số trước và ba số sau, chạy nhìn rất là ngầu. Và xe 68 là dòng SS dòng 50 duy nhất của Nhật Bổ mà có tái bản thưa quý vị. Sau này có những dòng đời chín mấy của Nhật họ sản xuất CL á, CL 90 nữa. Đó, CL 50, CL 90 đời 68 rất là đẹp và rất là thể thao và bộ dắt lên rất là đẹp, cũng rất là nhiều người sưu tầm và thích cái kiểu dáng của CL68. CL68 nguyên bản bô cũng là bộ dắt như quý vị, nhìn rất là ngầu. Rồi, tới 68 xong tới 69. 69 thì SS50-69 thì nó có số sườn là chữ M như quý vị, nó chữ SS50 bắt đầu chữ M. Đặc điểm mà nổi bật nhất của chiếc 69 này quý vị biết gì không? Đó chính là cái bình xăng nó rất là dài, cái bình xăng nó ốm mà nó dài, nó ốm nó dài thì nó sẽ làm cho cái yên sau nó phải ngắn lại đó thưa quý vị. Thì chiếc 69 này nó cũng là bô dắt, về trước về sau thì nó bằng sắt. Nó khác đời 66, chỉ có 66 với 67 là cái về sau bằng mũ thôi, còn bắt đầu 68 69 này á là cái về sau là bằng sắt nha quý vị. Ghi đông của nó ghi đông thấp. Đặc biệt của đời 69 là cái gáo đèn nó rời. Đó, duy nhất của dòng S50 á là 69 á, từ 65 tới 72 là cái gáo đèn với cái đồng hồ nó dính. Đó, còn riêng đời 69 cái gáo đèn với cái đồng hồ nó rời nha quý vị. 69 này nó cũng 5 số như 67. Và cái bọc sơn nó cũng là bọc sơn trần luôn. Nó giống như 68 này đó. Chiếc 69 này thì nó Tiết Cương thấy nó giống như nó lai giữa 68, 67 vậy thưa quý vị. Đó, nó 5 số nhưng mà nó lại bình xăng dẹp và bọc sơn trần. Nó cũng có hai màu đen và màu đỏ. Tiếp theo đó là đời 70. 70 thì nó là không SS50 nữa mà chuyển qua thành CD. Và người ta hay gọi là CD gù á. Thì đặc điểm nổi bật của nó là cái ghi đông cao. Đó, đời này thì nó có 4 số nha quý vị. Một trước, ba sau. Cái phục trước của nó giống như phục CD. Đó, dè, cặp dè thì nó sơn cùng màu với màu sơn luôn thưa quý vị. Nó cốp nó lại cốp bự, nó giống như sự chiếc CD đó. Đặc biệt sau cái dòng 70 á, thì năm 70 thì họ lại nhập qua Việt Nam mình cái CD, nó CD gù á, chứ không phải là dòng S50. Rồi tới đời 71. 71 thì nếu dán bên ngoài là nó rất là giống với 67. Nó chỉ khác á, cặp dè nó cặp dè si thôi thưa quý vị.
À, nó không phải là về sắt mà cặp về sắt si chứ nó không phải là sơn, về sao si luôn. Và chiếc 60 chiếc 71 này á, thì nó chỉ có 4 số thôi, nó lạ lùng á, nó một trước và ba sau. Nó có đặc biệt nhất ở đời 71 là có 4 màu, là màu đen, màu đỏ, màu xám lông chuột với màu xanh xanh nhạt. À, rồi còn đời 72, 72 thì quý vị cũng quá rành rồi. Đời 72 thì nó là tiêu biểu nhất của dòng S50 về độ thanh lịch. Đó, thứ nhất là nó rất là giống với 67 y chang, nó chỉ khác một đặc điểm, nó là ghi đông cao thôi. Nó có cái sào đồ dắt ngang giống như chiếc 68 nữa, bô dắt cao. Và cặp dè đó là sexy nha quý vị. Đó, nó cũng 5 số luôn. Và ngày xưa những chiếc xe 72 này á, là thường Tiết Cương được biết là đa số là những người mà công chức hay thầy giáo họ thích chạy chiếc 72, bởi vì kiểu dáng nó thanh lịch và nó dạng nó giống như là nó lịch sự quý vị, nó không phải là ngầu. 67 thì 67 di động thấp mà chạy nó nhìn nó ngầu, còn 72 di động cao nè, bô dắt nè, thấy không, chạy nhìn nó rất lịch sự. Hay mặc bộ đồ này đi chiếc 72 chắc gái bù dữ à. À, à. À đó, sơ lược về dòng SS 50 thì quý vị cũng đã có cùng Tiết Cương một cái nhìn tổng quan về dòng SS 50. À, cái dòng SS 50 72 đó bạn, cái số sườn của nó là SS 50V đó, còn 71 là SS 50E nha quý vị. Thì cho nên những cái sau này á, bắt đầu sau 75 này nọ đồ thì bắt đầu những cái xe mà đời 66 hay là 6 68 69 70 đồ này nọ họ hay gắn đồ 67 vô. Đó, cho nên khi chúng ta chạy ngoài đường nhìn không biết đời xe, muốn biết chính xác thì chúng ta phải nhìn số sườn số máy thì mới biết, tại vì phụ tùng những xe đó họ gắn qua gắn lại rất là dễ nhầm. Và đặc điểm chung của tất cả dòng NS 50 và Honda Dam đó chính là Nhật họ không có sản xuất chống nghiêng. À, bởi vậy nhiều khi quý vị nhìn xe nói ở xe này cái chống nghiêng zin là không có nha quý vị. À, Honda Dam với S50 là không có chống nghiêng. Chúng ta sau này về thì chúng ta có gắn cái chân chống mà gọi là chân chống ông già, là hàng phụ tùng của Nhật, và chúng ta gắn vô cái cốt của cái cốt của cái gấp sau á, gắn vô mình cái đó là mình chế thêm. Còn hoặc là nếu mình có cái đồ để chân trước mà có gắn á, cái đó là mình hàn thêm, hoặc là mình thay cái đồ gác chân của những đời sau á, nó có cái chân chống nghiêng nha quý vị. Chứ đúng của SS 50 với Honda Dam là không có chống nghiêng. Rồi còn thêm một dòng nữa xe lúc bấy giờ cũng có nhiều người thích đó, cũng đời sáu mấy 70, đó là chiếc S90. Chiếc S90 cái đặc điểm của nó là nó nhìn nó bự hơn so với chiếc 67. Đó, ghi đông cao. Cái máy cũng bự hơn, cái bô cũng bự hơn, cái bình xăng bự hơn, nay mới 90 mà. Cái đặc điểm nổi bật nhất của chiếc 90 mà quý vị nhìn vô biết liền đó chính là có cái bô e ở dưới cái bình xăng nó bự to này. Đó. Nhìn vô là biết S90 liền. Và máy nó là máy lớn nha quý vị. Chiếc S90 giờ rất là hiếm và Tiết Cương cũng đã có review trên kênh. À, mời quý vị thích xem thì cứ đánh Tiết Cương S90 sẽ thấy. À, cái đó tổng hợp sơ qua về dòng 4 thầy của xe Honda. Và thưa quý vị, ở Sài Gòn và nó riêng ở miền Nam nói chung, cái xe Honda nó nhiều người đi với tính năng ưu việt của nó và cái sự thông dụng của nó tới mức độ mà quý vị biết gì không? Người ta gọi xe hai bánh là xe Honda, đúng không quý vị? Đó, ở miền Tây với Sài Gòn ta gọi vậy. Ví dụ như hỏi, ủa mà chạy gì tới vậy? Đi Honda tới. Nhưng mà thật sự người đó có thể là chạy xe của hãng khác thưa quý vị, nhưng mà người ta vẫn gọi là Honda, có nghĩa là chiếc xe Honda nó đặc trưng như là gọi là chiếc xe hai bánh, người ta gọi là xe Honda hả? Mà dưới miền Tây nhiều khi người ta gọi là xe Honda đó. Đi gì tới vậy? Đi Honda. Nhưng mà thật sự nhiều khi người ta đang chạy Yamaha hay chạy đi xe Vespa hay gì không biết, nhưng mà cứ thấy đi hai bánh là gọi miền Nam gọi chung đi Honda quý vị. Cái đó cũng một cái điều rất là dễ thương. Rồi còn nếu mà xe bốn thì ngày xưa mà của châu Âu á, thì Tiết Cương được biết đó là chỉ có BMW và họ sản xuất dòng xe mô tô đó là bốn thì. Đặc điểm nhất của BMW đó là cái máy boxer nha quý vị. À, máy boxer là máy ngang này nè, xi lanh nó nằm ngang và khi mình chạy nó giật ngang này. Đó, nó rất là feel giống như mình đang đánh võng rồi đó. Và lúc đó những cái dòng BM nhập qua Việt Nam mình sau này còn sót lại thì có R25, R65, R69. BM thì kiểu dáng thiết kế quá đẹp rồi quý vị.
Và bây giờ rất là những nhà sưu tầm dòng BM cổ họ về họ độ lại và họ chế theo kiểu cà phê ray á, chạy rất là ngầu và rất là cổ điển. Đó là những chia sẻ của Tiết Cương về xe bốn thầy Sài Gòn xưa, và rất mong quý vị sau khi xem xong có thể đóng góp cho thêm cho Tiết Cương biết những dòng xe mà bốn thầy ngày xưa. À, còn thêm một dòng CD, nhưng mà CD lúc đó là ở Nhật họ sản xuất từ đời năm mấy 60 là có rồi, nhưng mà nhập cảnh về Việt Nam thì hình như lúc đó rất là hiếm, và sau 75 thì mới nhập về nhiều. Và có một điều Tiết Cương được biết là những cái xe mà của Nhật họ sản xuất thì bắt đầu từ đời 70 đổ đi á, thì đa số là bắt đầu họ không còn xài vít lửa nữa mà họ đã chuyển qua IC rồi. Nhưng mà riêng cái chiếc SS đời 71 và SS72 họ vẫn giữ vít lửa nha quý vị. Tại vì Tiết Cương được biết những cái dòng xe này thật sự họ đã có ở Nhật từ xưa, nhưng mà họ nhập qua Việt Nam mình theo năm, thì người Việt mình hay gọi theo đời vậy thôi, chứ mình thật sự mình cũng không xác định được chiếc SS50V đời 72 có phải là sản xuất năm 72 hay không. Nhưng mà chắc chắn là chắc rồi, nó nhập qua Việt Nam mình là năm 1972 rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip chia sẻ về xe bốn thì Sài Gòn xưa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở xe bốn thì Sài Gòn nay. Bye bye.